Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 8 tháng 2 năm 2021, giá cá trang nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay duy trì ổn định ở mức 21.000 đến 21.500 đồng 1 kg. Thị trường cá nguyên liệu tiếp tục xu hướng ổn định kể từ đầu tháng 1 năm 2021. Trong tháng 1, xuất khẩu cá cha giảm khoảng 8% về lượng và giảm 6% về kim ngạch so với tháng trước, song vẫn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Giá các mặt hàng tôm cũng chững lại. Tại các địa phương như Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, giá tôm thẻ size 20 con đang ở mức 200.000 đồng 1 kg, size 30 con 159.000 đồng 1 kg size 40 con ở mức 156.000 đồng 1 kg, size 50 con 136.000 đồng 1 kg. Chi tiết giá tôm thẻ oxy hôm nay 8 tháng 2 tại khu vực Trà Vinh. Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng 1 kg. Size 30 con 185.000 đồng 1 kg. Size 40 con đang ở mức 145.000 đồng 1 kg. Size 50 con 125.000 đồng 1 kg. Size 60 con đang ở mức 115.000 đồng 1 kg. Chi tiết giá tôm số oxy hôm nay tại khu vực Trà Vinh. Giá tôm số oxy size 20 con giá 290.000 đồng 1 kg. Size 30 con 210.000 đồng 1 kg. Size 40 con đang ở mức 180.000 đồng 1 kg. Size 50 con 150.000 đồng 1 kg. Size 60 con đang ở mức 130.000 đồng 1 kg. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.